sorrow may go. Susan, đừng về không còn xa. Đến bên em, anh đưa lối về. Hướng mắt về sân khấu để chúng ta cùng chào đón nam ca sĩ Lam Trường. Bước trong chiều mưa, đi về bước chân mẹ nói. Xuân đúng không? Anh là tuổi thanh xuân. Mình nói chắc chắn là anh già rồi mới là tuổi thanh xuân của tôi em. Đúng không? Anh già. Già không ạ? Mà chị trẻ rất là nhờ các bạn á, các bạn làm cho chị trẻ thì nhiều thật sự.